chương 6021, cần huyết tính. Sở phong quanh thân lôi đình quanh quần, trực tiếp thi triển ra lôi văn, lôi đình áo giáp, lôi đình vũ dực tam trọng có thể đề thăng tu vi thủ đoạn. Nhưng sở phong chân thực tu vi là bát phẩm bán thần. Mà vị kia chính là cửu phẩm bán thần, coi như là sở phong đề thăng tam phẩm, mà hắn chỉ là đề thăng hai phẩm, bọn hắn chiến lược chính là giống nhau. Có thể trước mắt, vị kia bị sở phong dẫm ở dưới chân, đây chính là chiến lược tranh lệch hơn nữa sở phong một cước này xuống, đem đầu hắn trên mũ rộng vành cũng đạp rớt, khiến cho lộ ra chân dung. Đây là một cái mắt nhỏ không lớn, nhưng trên mặt ngoại trừ hố chính là bao, tướng mạo cực kỳ xấu xí ra hỏa. Biết rõ đấy hắn cũng tiểu bối, không biết cho là hắn là một cái tiểu lão đầu đâu. Có thể là lộ ra xấu xí hình dáng, cũng có thể là bị dẫm nát dưới chân, hắn trở nên tức giận vô cùng, thậm chí sát cơ bốn phía. Hỗn trướng, người dám nhục ta, ta muốn đem người toái thi vạn đoạn hắn gầm thét liền nghĩ cường chống lên thân, có thể sở phong hơi chút dùng sức, liền đem hắn vừa mới nâng lên đầu, lại đạp càng sâu. Cả hai tranh lệch, chân thực quá lớn, cũng chính là hắn cảnh giới chiếm ưu thế, bằng không thì ngang nhau cảnh giới, đừng nói sở phong, tần huyền cũng có thể nhẹ nhõm thắng hắn. Vị kia hiển nhiên không phục, bàn tay tìm tòi hướng túi càn khôn, một thanh thần binh búa liền hạ vào trong tay. Nhưng ngay lúc này, sở phong chợt mở miệng, dẫy ruộng nữa, đạp nát đầu ngươi. Sở phong nói, ngươi dám cái kia cử phẩm bán thần áo bảo hồng người phẫn nộ gào thét rất có một bộ thân phận của hắn siêu nhiên sở phong trêu chọc hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ tư thế so sánh với hắn phô trương thanh thế sở phong chỉ là nói khẽ ngươi thử một chút nhưng cùng với lời này cùng nhau lộ ra đấy còn có sở phong sát ý cái kia sát ý băng lãnh rét thấu xương khiến người ta không dám hoài nghi cảm nhận được cái này cỗ sát ý phía sau tại chỗ hết thảy viễn cổ chủng tộc đều sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt trở nên sợ hãi, cũng bao quát hai gã khác áo bảo hồng người. Về phần cái kia bị dẫm ở dưới chân cửu phẩm bán thần, không chỉ có là không dám nhúc nhích, cũng ngậm miệng lại. Nhưng đem rút ra thần binh, sờ sờ nhét trở về túi càn khôn bên trong. Sợ rồi, nhưng hắn cái này nhận sợ biểu hiện, tại sở phong xem ra, ngược lại cử chỉ sáng suốt. Sở phong lời nói nói hết ra rồi, hắn nếu thật dám tiếp tục dẫy ruộng, sở phong thật sự sẽ giết hắn. Đương nhiên, cái này tuyệt không phải sở phong lấy mạnh hiếp yếu. Mà là đối phương đã làm sai trước, mà lại từ đối phương biểu hiện đến xem, coi như là sở phong không thay đương đại tu võ giả xuất đầu, chỉ cần bọn hắn gặp phải sở phong, bọn hắn cũng sẽ chủ động trêu chọc sở phong. Loại người này, sở phong thấy hơn nhiều, trừ phi không gặp được, gặp phải cửu oán muốn kết xuống. Nhưng sở phong há lại sẽ sợ hãi loại người này, như sẽ hướng cường quyền cúi đầu, liền không có hôm nay sở phong. Vì vậy, Sở Phong đem ánh mắt đầu hướng viễn cổ chủng tộc những người khác. Chư vị, chúng ta bản không oán không cừu, là ngươi đám chọn trước lên sự cố. Các ngươi đã chọc sự tình, ta cũng hy vọng các ngươi không phải sợ, chúng ta không phải không phân rõ phải trái người, gấp bội đánh các ngươi một hồi là được rồi, nhịn một chút. Sở Phong lúc nói chuyện trên mặt nụ cười, giống như là nói dẫn bình thường. Có thể tiếng nói hạ xuống, liền tay áo vung lên, hơn 100 đạo kết giới thân ảnh hiển hiện mà ra. Đây chính là lúc trước, bị ức hiếp đích đương đại võ giả làm cho hội họa ra ức hiếp rồi bọn họ xa cổ võ giả vì vậy sở phong quay đầu nhìn về phía thân sau đích đương đại võ giả chư vị xem cẩn thận tuy rằng có cửu báo thù nhưng cũng phải nhìn rõ ràng đối tượng ai đánh các ngươi các ngươi liền đánh người đó cho ta đánh một trận tiếng nói nhất suất lấy tần huyền cầm đầu chúng nhân liền ào ào xông tới lưu lại đấy đều cũng có huyết tính đấy những cái kia nhu nhược sợ phiền phức đấy đều đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chi nhân Tự nhiên cũng không thể nào đuổi theo qua đến báo thù. Quy xuống đất cầu xin tha thứ chi nhân là rời đi, nếu như không có rời đi còn ở đó, cho dù có Sở Phong nâng đỡ bọn hắn cũng không dám báo thù. Bởi vì bọn họ sợ hãi viễn cổ chủng tộc trả thù. Có thể lưu lại những người này không sợ, bất quá bọn hắn cũng là dựa theo Sở Phong theo như lời, không có liên lụy người vô tội. Chỉ là ra tay dạy dỗ những cái kia, ước hiếp rồi bọn hắn chi nhân, hơn nữa cũng không có ai sử dụng binh khí, mà là thuần túy sử dụng quyền cước. Muốn nói một điểm không sợ, một điểm không lo lắng, đó là giả. Thế nhưng quyền cước của bọn hắn, rơi vào ức hiếp bọn hắn chi nhân trên người lúc, cái loại này thoải mái cảm giác, cái loại này phóng thích cảm giác, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy đáng giá. Coi như là ngày sau sẽ gặp đến trả thù, có thể đây hết thảy giá trị tuyệt đối đến. Đối mặt lấy mạnh hiếp yếu giả, chính là muốn phản kháng, chỉ có phản kháng mới có lật bàn cơ hội. Như tất cả mọi người đều lo lắng hãi hùng, mà lựa chọn khuất phục cái kia sẽ chỉ làm ác nhân làm tầm trọng thêm, không quản những thứ này viễn cổ chủng tộc, ngày sau sẽ hay không trả thù. Có thể chỉ ít trước mắt, bọn hắn chỉ có thể có giúp ở địa ôm đầu cầu xin tha thứ, bi thảm kêu rên. Không còn lúc trước ngang ngược càn rỡ cùng cao cao tại thượng. Bọn hắn cũng là phàm nhân, cũng sợ đau, càng sợ tử. Những cái kia không có bị trả thù viễn cổ chủng tộc tộc nhân, thối lui đến quảng trường chi ngoại, tụ cùng một chỗ, người nhát gan cũng không dám nhìn, rất sợ bị liên lụy nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn đều là nội tâm phức tạp một bên vì mình lúc trước không có ức hiếp đương đại tu võ giả mà cảm thấy may mắn đồng thời cũng nhìn được đương đại võ giả hung ác một mặt phỏng đoán chỉ là phỏng đoán nhưng tận mắt nhìn đến mới có thể càng chịu rung động chí ít bọn hắn đã biết rõ đương đại tu võ giả thực sự không phải là một đám quả hồng mềm tại đương đại võ giả tiến hành trả thù cái đó sở phong không có nhàn rỗi hắn bố trí nhất đạo phá giải trận pháp đây là trước trước tinh không cảnh tượng trong lĩnh hội mà đến. Phá giải trận pháp mở ra phía sau, bao phủ cả tòa quảng trường, hết thảy thạch trụ trên kết giới, đồng thời tan dã ra. Tổng cộng 18 đạo chống giống lệnh bài, đều là rơi vào sở phong trong lòng bàn tay. Đồng thời, cái kia nguyên bản đóng lại thâm nhập kết giới môn, cũng tùy theo mở ra. Thấy vậy một màn, viễn cổ trùng tộc chúng nhân càng thêm tuyệt vọng, đã liền kêu rên thanh âm, đều trở nên nhỏ rất nhiều, thiếu đi rất nhiều. Không phải không khí lực kêu, mà sẽ không dám kêu Sở phong phá trận Nhìn như cùng bọn họ không quan hệ Nhưng như thế nhẹ nhóm phá trận Nhưng lại làm cho bọn họ thấy được bọn họ cùng sở phong chân chính tranh lệch Cái này có thể xa so Sở phong nhẹ nhóm hạ gục cái kia áo bảo hồng người đến rung động nhiều hơn Nếu như nói lúc trước bọn hắn vẫn cảm thấy Có giúp ở địa bị bọn hắn xem thường đích đương đại võ giả đánh Là bọn hắn xui xẻo lời nói Lúc này trong bọn họ đã có người cảm thấy Chỉ là như vậy trả thù đối với bọn hắn mà nói, có thể là thật lớn may mắn. Sở phong cường đại, có thể không chỉ là chiến lực khác nhau. Đây là một cái thâm không thấy địa điểm đáng sợ tồn tại. Mắt thấy thâm nhập chi môn mở ra, đương đại tu võ giả cũng liên tiếp dừng tay. Đã ghiền, rất đã ghiền. Sở phong thiếu hiệp, chân thực cảm ơn. Lúc này, như như vậy trong bóng tối truyền âm, ào ào chiếu vào sở phong nghe thấy bên trong. Bọn hắn đều rõ ràng, nếu không phải sở phong, bọn hắn liền không có lúc này thoải mái đầm đìa. Sở Phong không có từng cái đáp lại, mà là trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Lựa chọn giúp đỡ, chủ yếu là bởi vì Tần Huyền cũng bị đánh, chung quy Tần Huyền là Sở Phong bằng hữu. Sở dĩ giúp những người này, chỉ là nhân tiện, thậm chí lúc trước, Sở Phong đã từng phỏng đoán qua. Bọn hắn có hay không bởi vì sợ hãi trả thù, mà không dám ra tay. Nếu thật là như vậy, cái kia ngược lại không có ý nghĩa. Đây cũng là vì cái gì, Sở Phong chỉ là chế ngự viễn cổ trong chủng tộc mạnh nhất cửu phẩm bán thân, mà không có trực tiếp giáo huấn tất cả mọi người nguyên nhân sở phong chính là muốn nhượng chính bọn hắn ra tay dám ra tay liền ra tay như không dám ra tay không có người thay bọn hắn ra tay dựa theo trước kia nước tiểu tính khẳng định có người lùi bước nhưng lần này lại không một ai một cá nhân lùi bước hô hào báo thù người đều là xuất thủ điểm ấy nhượng sở phong ngoài ý muốn cũng cảm thấy vui mừng nếu như đương đại cùng viễn cổ chung có một trận chiến đương đại võ giả ở bên trong, cần càng nhiều loại này có huyết tính người. Trường 6022, không phải đoạt, là đền bù tổn thất. Vì vậy, Sở Phong làm ra một cái quyết định, đây là hắn giờ này khắc này tạm thời quyết định, coi như là lòng từ bi, coi như là xen vào việc của người khác. Nhưng Sở Phong giờ này khắc này, chính là muốn làm lần này chuyện như vậy. Hắn nghi ôm xuống việc này, lúc trước cái kia tòa trong đại điện, người nào chiếm được chống rỗng lệnh bài, bản thân giao ra đây sở phong ánh mắt quét về phía viễn cổ chủng tộc chúng nhân viễn cổ chủng tộc chúng nhân có người dùng ánh mắt nhắc nhở có người dứt khoát trong bóng tối truyền âm sau cùng mũi nhọn đều chỉ hướng ba cái áo bảo hồng người ba cái áo bảo hồng người tựa như là thật sợ cũng giống như biết rõ chạy trời không khỏi nắng không có người nào có ngụy biện ào ào đưa tay tìm tòi hướng túi càn khôn lấy ra riêng phần mình trống giống lệnh bài đưa cho sở phong mặt khác hai cái áo bảo hồng người mũ rộng vành cũng rất nhưng sở phong rồi lại thấy không rõ bọn họ chân dung. Bởi vì bọn họ mặt mũi bầm dập đấy, đã bị đánh thành rồi đầu heo. Mặc dù bất cập tính mạng, nhưng bị thương ngoài ra cũng tính nghiêm trọng, trái đường đều khập khiếng, nhiều ít là tổn thương đến linh hồn. Là bị tần huyền đánh chính là, cứ việc cái này ba cái áo bảo hồng người, là ức hiếp đương đại võ giả tội khôi hỏa thủ. Nhưng trước đám đông người trả thù thời điểm, chân chính dám đối với ba cái áo bảo hồng người xuất thủ, cũng chỉ có sở phong cùng tần huyền về phần vũ văn viêm nhật từ đầu đến cuối không có ra tay hắn đương nhiên không sợ đối phương trả thù chẳng qua là cảm thấy không cần thiết sở phong thiếu hiệp là chúng ta có mắt không chồng rồi cái kia chuyển lệch béo áo bảo hồng người đem lệnh bài trình lên thời điểm vẫn đỉnh lấy cái kia đã biến đầu heo mặt hướng sở phong nhếch miệng cười một tiếng ngay sau đó một cái khác áo bảo hồng người cũng bu lại hắn đồng dạng miệng rộng một phát răng đều rất mấy viên nhưng cười sáng lạn xem lên đến thập phần buồn cười, chúng ta cũng tính không đánh nhau thì không quen biết rồi. Bị sở phong dẫm ở dưới chân chính là cái kia ngược lại không nói chuyện, chính là yên lặng đem lệnh bài tiến đưa trên bài. Ba người, tổng cộng giao ra 36 tấm lệnh bài, đây cũng là cái kia tòa đại điện tổng số. Biết rõ sai rồi, sở phong hỏi, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hai cái áo bảo hồng người sáng lạn nhưng không mất xấu hổ mà cười cười. Loại nụ cười này, sở phong thấy hơn nhiều, chính là sợ rồi nghĩ hóa giải chuyện này một màn này xem đích đương đại võ giả sảng khoái vô cùng nhìn bọn họ cùng chó đồng dạng tại sở phong trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ lại so với bọn hắn động thủ đánh viễn cổ chủng tộc vẫn đã ghiền quả nhiên tu võ giới nhất đáng tin cậy chân lý vĩnh viễn là võ lực có phải hay không hiểu lầm các ngươi tâm lý rõ ràng chỉ là nhận thức chính xác nói sai rồi sẽ đem trên người hết thảy bảo vật giao ra đây a à. sở phong lúc nói lời này Ánh mắt đặc biệt nhìn chung quanh liếc mắt viễn cổ chủng tộc chúng nhân. Lời này vừa nói ra, hết thảy viễn cổ chủng tộc tộc nhân biến sắc. Sở Phong thiếu hiệp, người nên sẽ không phải là muốn cướp chúng ta a. À. Cái kia chuyển lệch béo áo bảo hồng người biểu lộ trở nên rất mất tự nhiên. Lời nói nói như thế nào khó nghe như vậy, cái gì gọi là đoạt? Cái này gọi là đền bù tổn thất, Sở Phong nói, Sở Phong thiếu hiệp, chúng ta bị đánh nick cũng không nhẹ a, à. chuyện này còn không có chấm dứt sao? áo bào hồng người cười khổ nói thậm chí có chút ủy khuất giữa các ngươi ân oán đã lật thiên rồi nhưng sự tình đi qua không có nghĩa là các ngươi hành động liền đối các ngươi lúc trước vô lễ trở ngại ta nhãn rồi nhưng ta tâm tình không tệ còn không muốn chuyện làm tuyệt sở dĩ cho các ngươi lập công chuộc tội để cho ta thuận mắt cơ hội làm sao có người không muốn quý trọng sao sở phong nói xong sát ý tuôn ra đây là uy hiếp cũng cảnh cáo quý trọng quý trọng áo bào hồng người không lại mạnh miệng tiên phong trình lên túi càn khôn thấy thế những người khác cũng ào ào đưa lên túi càn khôn đã liền những cái kia không có ức hiếp đương đại võ giả xa cổ võ giả cũng đem túi càn khôn đưa đi lên nhưng sở phong lại lớn tay áo vung lên đem bọn họ túi càn khôn lui trở về các ngươi không cần cái này ân oán rõ ràng kinh chớ nói viễn cổ trùng tộc nữ tử đã liền một chút nam tử cũng ánh mắt phức tạp hiển nhiên bị sở phong khuất phục đương nhiên chỉ là những cái kia bị lui về túi càn khôn người. Những cái kia túi càn khôn bị bắt hạ xuống người, đau lòng đây. Trong nháy mắt, gần như tất cả mọi người túi càn khôn đều đưa đến, chỉ còn lại có một cái. Chính là sở phong dưới chân đạp cái kia cửu phẩm bán thần. Làm sao, người không muốn quý trọng, sở phong cúi đầu hỏi, vị kia không nói chuyện, đem túi càn khôn đưa đến. Có thể sở phong vuốt hắn túi càn khôn, vẫn không khỏi nở nụ cười, bởi vì trong này thiếu đi đồng dạng thứ trọng yếu nhất người vừa rồi thần binh không sai làm sao không có lấy ra người cảm thấy cái kia không tính bảo vật sao sở phong lời này vừa nói ra vị kia mặt đều tái rồi sở phong thiếu hiệp thần binh không được a à, cái kia thế nhưng vị kia mở miệng có thể lời còn chưa dứt sở phong liền nói nói mệnh trọng yếu vẫn là bảo vật trọng yếu vị kia không có trả lời trực tiếp cổ tay nhất chuyển vừa mới xuất hiện thần binh búa liền đưa đến sở phong nhận lấy vật này nhìn về phía mọi người tại đây chư vị nhắc lại một chút ta muốn không chỉ là của các ngươi túi càn khôn mà là các ngươi trên người hết thảy bảo vật đừng dở cho trừ phi các ngươi cảm thấy người đám trên thân che giấu bảo vật thủ đoạn so nơi đây che giấu trận pháp cao hơn vượt qua có thể trốn qua ánh mắt của ta thấy thế những cái kia có ẩn tàng người cũng không lại che giấu đem trên người bảo vật tất cả nộp đến bọn hắn biết rõ sở phong không có khoác lác hắn có thể đơn giản phá vỡ nơi đây thạch trụ kết giới cũng đã đã chứng minh quan sát của hắn năng lực. Lần này thu đến bảo vật, có thể so sánh lúc trước quý trọng nhiều hơn, khỏi cần phải nói, viễn cổ trùng tộc nội tình thật sự rất dày, chỉ là thần binh liền thu được tam kiện. Sở Phong tự nhiên cũng lộ ra nụ cười hài lòng, Sở Phong không có đem những bảo vật này phân đi ra, mà là tự mình toàn bộ thu vào. Cái này không chỉ là không muốn chuyển di cửu hật. Mấu chốt đây thật là Sở Phong bản thân đoạt đấy, Sở Phong đem gánh vác hết thảy mạo hiểm tự nhiên cũng không có phân cho lý do của người khác theo sau sở phong vừa nhìn về phía viễn cổ chủng tộc chúng nhân kỳ thật hôm nay ta có thể giết người diệt khẩu sở phong lời này vừa nói ra chúng nhân trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt tới cực điểm kỳ thật bọn hắn sợ chính là cái này chỉ là ta làm việc từ trước đến nay ân oán rõ ràng các ngươi hành động còn chưa tới ta sát nhân tình trạng kỳ thật hôm nay như không phải là các ngươi trước tìm phiền toái ta cũng tuyệt đối sẽ không đoạt các ngươi nhưng ta cũng biết trong các ngươi khẳng định có người không phục không quan hệ ta sở phong chuyên trị không phục các ngươi ai không phục có thể trả thù người nào muốn báo thù liền hướng về phía ta sở phong đến nhưng ta nhắc nhở các ngươi một câu ta không quản các ngươi phụ mẫu là ai sư tôn là ai thân sau thế lực là ai lần này ta đã hạ thủ lưu tình như có lần nữa ta xác định không lưu ngươi này tính mạng cút a à, sở phong phía trước ngữ khí bình thản có thể hai chữ cuối cùng, chính là mang theo sát ý. Cái này sợ tới mức viễn cổ chủng tộc chúng nhân thân hình run lên. Vì vậy ào ào xoay người, trực tiếp tiến nhập cái kia rời đi kết giới bên trong cửa. Đã liền những cái kia không có bị trả thù viễn cổ chủng tộc tộc nhân cũng chạy. Sở phong không có ngăn đón, coi như là bọn hắn lúc trước không có ức hiếp đương đại võ giả, có thể bọn hắn lựa chọn trận doanh, cũng không có lựa chọn ngăn cản. Ân oán rõ ràng là sở phong tố chất, nhưng không có nghĩa là những người kia thật sự vô tội đôi khi ở ngoài đứng xem cũng đồng dạng có tội, chương 6023, không muốn trả thù. Sở phong thiếu hiệp, người có phải hay không đem ta đã quên? Bỗng nhiên, sở phong dưới chân truyền đến một câu, là cái kia cửu phẩm bán thần. Hắn ngữ khí cực kỳ trột dạ mà lại sợ hãi, trung quy tất cả người ở đây đi rồi, bao quát hắn đồng tộc chi nhân, liền hắn còn bị sở phong dẫm ở dưới chân. Hắn thật sự sợ sở phong giết hắn đi, thế lực của các ngươi gọi là gì? Sở phong hỏi, Nghe lời này, vị kia mặt lộ vẻ sợ hãi, sở phong thiếu hiệp, ta thần binh đều cho ngươi rồi, không cần thiết như vậy đi. Ngươi yên tâm, chuyện của chúng ta tính thanh toán xong rồi, chỉ cần các ngươi không tới tìm ta phiền toái, ta sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái. Sở phong đang khi nói chuyện, rốt cuộc đem dẫm ở đối phương trên đầu chân rời, hơn nữa đưa tay, đem lôi dậy. Thật sự, vị kia bán tín bán nghi, thật sự, mặt khác ngươi có thể chỉ nói cho ta một người. Sở phong biết rõ đối phương có chỗ cố kỵ trung quy tại chỗ có thể không dừng sở phong một cái, hôm nay hết thảy, nhất định là muốn chuyển đi đấy. Hồng hồn tông, cái kia cửu phẩm bán thần này đây trong bóng tối truyền âm nói. Các ngươi hồng hồn tông, còn có càng cường tiểu bối A. Sở phong tiếp tục hỏi, hắn chú ý tới, lúc trước bọn hắn trong miệng đề cập tới thiếu chủ. Đúng vậy, vị kia gật đầu, ra sao cảnh giới, ra sao dung mạo. Sở phong hỏi, sở phong thiếu hiệp, ta hồng hồn tam trượng cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng hỏi ta cầu van ngươi ta thật sự không thể nói hắn lúc này nói chuyện đều đang phát run mà nhìn hắn thần thái sở phong cũng có thể cảm nhận được hắn thật sự sợ hãi khả năng có hạn chế cũng có thể là thật sự không dám nói được rồi ngươi đi đi sở phong phất phất tay sở phong không phải không phân rõ phải trái người đối phương đã nhận sợ sở phong liền cho hắn một cái cơ hội chợt vị kia liền cũng trực tiếp bước chân vào rời đi kết giới môn mà khi hồng hồn tam trượng đi rồi lập tức vang lên một hồi hoan hô chúng thiên tài cả trai lẫn gái đem sở phong bao bọc vây quanh không chỉ hoan hô vui vẻ xem sở phong ánh mắt cũng không giống vậy rồi nam tử sùng bái kính ngưỡng mà nữ tử có thể liền không chỉ đơn giản như vậy trong đó một chút thừa cơ tiến đến sở phong thân trước làm chút thân thể tiếp xúc nếu không phải nhiều người phỏng đoán đều sẽ trực tiếp chui vào sở phong trong ngực cái này cũng bình thường nghe đồn cường thịnh trở lại cái kia cũng cuối cùng là nghe đồn xa bất cập thân mình lĩnh hội sở phong tại bọn hắn gặp chèn ép rồi lại chịu bó tay cái đó đứng ra giúp bọn hắn không phải anh hùng vậy là cái gì mà tu võ nữ tử vốn là ưa thích cường đại chi nhân huống chi sở phong loại này thật tài thực liệu thanh danh hiển hách tồn tại chư vị tạ ơn thì không cần ta sở phong không là ưa thích xen vào việc của người khác chi nhân nhưng tần huyền là bằng hữu ta chuyện hôm nay dính đến rồi hắn ta mới ra tay sở dĩ các ngươi cũng không cần cảm ơn ta việc này dừng ở đây tiếp xuống liền đều an thiên mệnh rồi sở phong khoát tay áo theo sau nhìn thoáng qua vũ văn viêm nhật cùng tần huyền liền trực tiếp bước vào kết giới môn bên trong thấy thế vũ văn viêm nhật cùng tần huyền cũng đi theo về phần những người còn lại một bộ phận lựa chọn rời đi bọn hắn đã ý thức được thần chi thời đại không phải là bọn hắn có thể chinh chiến địa phương nhưng có ít người thì là lựa chọn bước vào trong đó có rất nhiều hướng thử một chút nhưng có người ý nghĩ xấu trong lòng là muốn tiếp tục đi theo sở phong có sở phong loại nhân vật này dẫn đường bọn hắn coi như là ăn không được nhục cũng ít nhiều có thể uống đến một chút canh chẳng qua xuyên qua kết giới môn tiến nhập mới không gian thế giới phía sau nhưng căn bản không thấy được sở phong ba người có thể bọn hắn không biết là sở phong kỳ thật liền đứng ở kết giới môn lối đi ra hắn cũng không đi xa mà là dùng che giấu trận pháp ẩn giấu đi Sở Phong đã sớm đoán được, sẽ có người nghĩ đi theo đám bọn hắn đục nước béo cò. Không có giao tình có thể nói, Sở Phong tự nhiên sẽ không mang theo bọn hắn. Sở Dĩ xuyên qua kết giới môn trước tiên, liền bố trí che giấu trận pháp. Cùng lúc đó, cái kia hồng hồn tam trưởng, cũng về tới thần chi thời đại chi ngoại, cái kia mảnh minh mông trong tinh không. Hơn nữa hắn rất nhanh liền bằng vào phương pháp của mình, tìm được cái kia hai cái áo bảo hồng người. Hướng về phía hai người, một người một quyền, đau cái kia hai cái nhe răng nhếch miệng, nhưng trên thực tế hai người bọn họ thương thế không nặng. Dù sao cảnh giới của bọn hắn tranh lệch, cái kia hồng hồn tam trượng như hoàn toàn có thể một quyền đem hai người bọn họ đánh chính là cho bụi chôn vùi. Chạy trốn nhanh như vậy, thật không có nghĩa khí. Hồng hồn tam trượng, rất là không sai chửi bới nói. Tam trượng huynh, không phải chúng ta nhát gan, chúng ta là thật sự sợ hãi ra không được. Nếu là chúng ta hai cái đi ra, mà ngươi ra không được, Tối thiểu còn có thể đem việc này nói cho trong tông, báo thù cho ngươi. Nếu là chúng ta đều ra không được, vậy cũng chết rất oan rồi. Trong đó chuyển lệch béo chính là cái kia áo bảo hồng người nói rằng. Báo thù, người còn nghĩ lấy báo thù, ta nói cho các người biết, chuyện này trong tông hỏi, có thể thực sự cho biết, nhưng nhất định phải chính là ta đám đối lý sự tình nói rõ ràng. Nếu là trong tông cố ý đối phó sở phong, trong tông dẫn đầu chúng ta theo, nhưng cá nhân chớ có nghĩ đến báo thù sự tình hồng hồn tam trượng nói rằng a à, nghe lời này cái kia hai vị áo bảo hồng người đều là vô cùng kinh ngạc bọn họ là lý giải hồng hồn tam trượng tính cách đấy hắn là một cái cực kỳ bá đạo mà lại rất sĩ diện người hôm nay đang tại viễn cổ cùng đương đại chúng tiểu bối trước mặt bị sở phong dẫm ở dưới chân có thể nói thể diện mất hết theo lý mà nói thu này không phải báo không thể mới đúng làm sao ý tứ này không đúng chẳng lẽ việc này tại đây cứ như vậy tính rồi trong đó một vị xác định tính mà hỏi, "Ta võ lực phương diện, tự nhiên không bằng mấy vị thiếu chủ, có thể kết giới chi thuật, ta dám nói như vậy, ta chính là toàn bộ tông tiểu bối tối cường." Hồng Hồn Tam Trượng nói rằng, "Cái đó là, cái kia hai vị gật đầu phụ họa, điểm này Hồng Hồn Tam Trượng ngược lại không có khoác lác. Bọn hắn cũng biết, Hồng Hồn Tam Trượng kết giới chi thuật phi thường mạnh. Lúc trước chúng ta nơi ở, tu võ giả quan sát chi pháp cũng hữu dụng, nhưng kết giới chi thuật tuyệt đối càng chiếm ưu thế thế." Ta kết giới chi thuật không bằng võ giả tu vi, nhưng kết giới chi thuật thủ đoạn lại làm cho ta chiếm hết ưu thế. Chỉ là đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia mảnh trong rừng tinh không dị tược, hẳn là cất dấu phá giải thạch trụ phương pháp, nhưng rất khó coi phá, chỉ ít ta căn bản làm không được. Có thể cái kia sở phong khám phá, hơn nữa hắn bố trí trận pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ phức tạp. Đừng nói là bày trận phương pháp, chỉ nói hắn bố trí ra trận pháp, ta nghĩ hóa giải đều chưa hẳn có thể hóa giải ra tới người này võ giả tu vi không nói kết giới chi thuật tạo nghệ quả thực khủng bố tới cực điểm đương đại võ giả tuyệt không phải đều là bình thường hạng người chỉ là cái này sở phong liền cực kỳ đáng sợ hơn nữa căn cứ trước kia nghe đồn hắn tuyệt không phải nhân từ nương tay chi nhân thông qua cái kia sát ý ta tin tưởng các ngươi cũng có thể cảm thụ được chết ở trên tay hắn người tuyệt không phải số ít nghe đến đây mặt khác hai vị gật đầu lần nữa phụ họa sát ý thứ này bọn hắn hiểu đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể trốn liền trực tiếp chạy bọn hắn thật sự sợ hãi sở phong giết bọn họ cái kia sát ý không chút nào khoa trương mà nói là bọn hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua đấy bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì sở phong một cái tiểu bối trên người sẽ có khủng bố như thế sát ý hắn hoàn toàn có thể đem chúng ta giết người diệt khẩu hắn vì cái gì không có làm như vậy bởi vì hắn khinh thường làm như vậy lấy hắn bình phán tiêu chuẩn chúng ta hành động tội không đáng chết hắn cũng sẽ không bởi vì, vì ngăn ngừa nỗi lo về sau, liền đem chúng ta giết chết. Nhưng chúng ta nếu là dám trả thù, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng hồn tam trượng nói rằng, tam trượng huynh, chúng ta nghe người đấy. Cái kia hai vị cũng cảm thấy hồng hồn tam trượng lời nói rất có đạo lý. chương 6024, vật báu vô giá. Ai, bỗng nhiên, hồng hồn tam trượng thở dài một tiếng. Tam trượng huynh, đã quyết định, lại vì sao như thế buồn giàu. Cái kia hai vị đều là không hiểu, chúng ta là rời đi, có thể thiếu chủ đám vẫn còn ở. Lấy thiếu chủ đám tính cách, ta lo lắng bọn hắn gặp phải sở phong. Không hôn tam trượng nói rằng, thiếu chủ đám tu vi, không phải cái kia sở phong có thể chống lại đấy, không cần phải lo lắng ha. Trong đó một vị nói, cái kia chống giống lệnh bài, trước mắt vô dụng, nhưng phía sau tất nhiên có dùng, ta suy đoán chống giống lệnh bài, hẳn là dùng tới thu thập cái gì. Người muốn, loại địa phương này, có thể thu tụ tập cái gì. Ta suy đoán là lực lượng, bởi vì loại địa phương này thường thường so đấu chính là thiên phú cùng tài năng, mà không phải hiện tại tu vi. Nếu chỉ là so đấu hiện tại tu vi, cái kia cũng không cần phải phiền toái như vậy, cũng không cần thiết đặc biệt phân ra một cái tiểu bối cửa vào. Trực tiếp liền đem chỗ tốt bày ở cái kia, mọi người bản thân tranh, người nào tu vi cao nhất, người nào bắt được là được. Có thể nhiều như vậy truyền thừa còn sót lại, người lại nghe nói cái nào truyền thừa di tích, là như thế này như vậy hồng hồn tam trượng hỏi lại, sở dĩ ý của ngươi là, tiểu bối cửa vào nội, sở phong chính là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Thiếu chủ bọn hắn nếu là trêu chọc sở phong, dù là tu vi chiếm ưu thế, có thể bởi vì di tích tính đặc thù, cũng có thể sẽ rơi xuống hạ phong. Trong đó một vị nói, ngay sau đó mặt khác một vị cũng mở miệng, không phải khả năng, ta cảm thấy đến tam trượng huynh phân tích vô cùng đúng. Vậy làm sao bây giờ a à? cái kia hai vị cũng lo lắng, ai, người có riêng mệnh, Hy vọng thiếu chủ không muốn gặp phải sở phong, nếu là gặp phải cũng thu liếm một chút. Không hồn tam trượng thở dài nói. Cùng lúc đó, trải qua quan sát phía sau sở phong đám người phát hiện, bọn hắn lúc này chỗ không gian thế giới, lớn vô cùng. Mà phương này thế giới hình dạng mặt đất đặc thù, thì là cùng bình thường thế giới cực vị tương tự. Không biết, còn tưởng rằng ngay tại một cái thế giới chân chính bên trong. Sở phong đã nghiêm túc quan sát qua, căn bản tìm không thấy phương hướng, mà bọn hắn đến thì kết giới môn đã đóng cửa, muốn trở về thì cũng không được. Trừ phi, lại có dị tượng nhắc nhở, nếu không thì sở phong cũng không biết làm sao bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên đi nơi nào. O, O, N, G. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa thiên tế, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kết giới môn, kết giới bên trong cửa đi tới hơn 10 đạo thân ảnh. Là thất giới thánh phủ tiểu bối, nhưng ở trong lúc này, cũng không có phát hiện linh tiêu, giới bảo bảo, cùng giới thiên thân ảnh bọn hắn đi ra phía sau kết giới kia môn liền đóng cửa, mà bọn hắn cũng bắt đầu nghiêm túc quan sát. Cũng không lâu lắm, xa xa lại có kết giới môn hiển hiện, đồng dạng cũng có tiểu bối bước vào trong đó. Xem ra nơi đây là một cái tụ tập địa phương. Chỉ cần có thể thuận lợi thông qua lúc trước cửa khẩu chi nhân, liền đều là có thể tiến nhập nơi đây. Tần Huyền phân tích sau đó, nhìn về phía sở phong. Sở phong huynh, người cảm thấy ta phân tích có lý không? Có lý, tiếp tục phân tích phân tích sở phong cười nói được tần huyền cũng không từ chối ngược lại có chút đắc ý tiếp tục phân tích nói có thể đến nơi đây đấy cái kia cũng đều không tầm thường hạng người ta đoán nơi đây không giống bình thường nơi đây đem đào thải rất nhiều người hoặc là nơi đây sẽ phân ra thắng bại hoặc là có thể từ nơi đây thắng được giả tiếp tục thâm nhập tóm lại tận cùng rất gần lời nói ở đây tần huyền nhìn về phía vũ văn viêm nhật vũ văn huynh người cảm thấy ta phân tích có thể có lý người đây là suy đoán không phải là phân tích vũ văn viêm nhật nói hư tần huyền lại lần nữa nhìn về phía sở phong sở phong huynh người tương đối chuyên nghiệp người cảm thấy ta phía sau phân tích thế nào ta cảm thấy được phân tích rất tốt sở phong nói nghe được sở phong đánh giá tần huyền rất đúng đắc ý không khỏi nhìn về phía vũ văn viêm nhật người xem sở phong huynh đều khẳng định ta ta tần huyền vào nam ra bắc cũng bước qua không ít di tích ta cũng là có kinh nghiệm đấy cũng không phải là suy đoán lung tung không bằng tần huyền huynh, phân tích một chút những lệnh bài này. Sở phong đang khi nói chuyện, lấy ra 18 đạo chống rỗng lệnh bài, ném về phía rồi tần huyền. Tần huyền tiếp nhận, nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Vũ văn huynh, người cũng cùng nhau nhìn xem. Theo sau sở phong lại lấy ra 18 đạo chống rỗng lệnh bài, đưa cho Vũ văn viêm nhật. Vũ văn viêm nhật cũng thuận thế tiếp nhận, nghiêm túc dò xét. Như thế nào, có thể có nhìn ra cái gì? Sở phong hỏi, đã nhìn ra, lệnh bài kia có khác nhau. Cái này 6 đạo, cùng cái này 12 đạo, mặt ngoài nhìn xem giống nhau, trên thực tế là khác biệt đấy. Tần Huyền đem 18 đạo lệnh bài khu vực tách đi ra. Là, cái kia 12 đạo là trong cung điện đạt được, 6 đạo là trong rừng rậm đạt được. Trong rừng rậm đạt được lệnh bài, phẩm chất tốt hơn. Sở Phong nói, Sở Phong huynh, vậy ngươi cảm thấy những lệnh bài này có tác dụng gì? Tần Huyền hỏi, lệnh bài là vật chứa, dùng tới thu thập vật phẩm đấy, ta suy đoán hẳn là lực lượng nào đó phía sau sẽ có trọng dụng chỉ là có thể thu nhận lực lượng tạm thời còn chưa phát hiện sở phong nói rằng đáng tin cậy cái này suy đoán đáng tin cậy a à. tần Nguyên gật đầu nhưng đang khi nói chuyện rồi lại đem lệnh bài trả lại cho sở phong vũ văn viêm nhật cũng giống như thế làm gì vậy đây là cho các người đấy cất kỹ sở phong nói rằng sở phong huynh cái này không thỏa đây là ngươi vũ văn viêm nhật phản ứng đầu tiên liền muốn cự tuyệt đừng lê mê lại nói thấy ngoại lời nói về sau liền dứt khoát đều đi cái đường đừng làm bằng hữu sở phong cười nói được rồi vũ văn huynh thu a chúng ta đều tiến vào nếu là không có lệnh bài kia liền tương đương với trắng tay rồi về phần thiếu nợ sở phong huynh đệ ân tình về sau sẽ cùng nhau hồi báo a tần huyền cũng khuyên nhủ ở đâu ra ân tình đồng bạn vốn là nên chia sẻ bằng hữu nói ân tình cũng thấy ngoại lời nói sở phong cải chính nghe lời này tần huyền lại cũng đã trầm mặc chợt hỏi, sở phong huynh đệ, ta thật có thể tính là bằng hữu của ngươi sao? Ta không có ý tứ gì khác a, à, chỉ là, chúng ta chỉ là tại cửu thiên tri đỉnh quen biết, ta trên thực tế cho tới bây giờ không có đã giúp ngươi cái gì, ngược lại là chiếm được tiện nghi của ngươi, thậm chí lúc trước ta còn. Nhớ lại ngày đó, Tần Huyền mặt lộ vẻ hổ thẹn. Bằng hữu cũng không phải là như vậy luận đấy, nhìn xem thuận mắt, liền có thể làm bằng hữu. Ngươi không phải đã nói, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu sao? chẳng lẽ là giả sở phong hỏi thấy thế tần huyền liên tục khoát tay đương nhiên không phải ta cũng là bắt ngươi làm bằng hữu đấy không chỉ có là ngươi vũ văn huynh cũng là bằng hữu ta đã như vậy cũng đừng nương môn chít chít đấy ngươi thế nhưng tần huyền thương khung tiên tông tối cường thiên tài sở phong cười nói nghe lời này tần huyền cũng cười nhưng nội tâm càng nhiều hơn là cảm động lúc trước hắn cùng với sở phong đồng hành sở phong mặc dù cũng đãi hắn vô cùng tốt có thể hắn luôn cảm thấy là mượn vương cường cùng tiên hải thiếu vũ đám người ánh sáng, hắn là thuận tiện đấy. Nhưng lúc này, vương cường cùng tiên hải thiếu vũ đám người không ở, sở phong đãi hắn vẫn là như thế hữu nghị. Tại biết rõ hắn cái gì đều không thể giúp, rõ ràng là con ghẻ ký sinh dưới tình huống, vẫn là mang theo hắn. Tại thần chi thời đại, loại địa phương này, như thế trọng yếu chống giống lệnh bài, lại có thể cùng hắn chia đều. Cái này là bực nào quyết đoán, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sở phong lúc trước có thể cùng tiên hải thiếu vũ đám người quan hệ tốt như vậy rõ ràng sở phong đứng ở thất giới thánh phủ mặt đối lập vẫn là không nên tiếp cận người có thể tiên hải thiếu vũ bọn hắn sẽ không để ý vẫn là đứng ở sở phong bên này tại đây lợi ích trí thượng lấy võ vi tôn thế giới bên trong dù là quen biết mấy vạn năm giao tình cũng tùy thời khả năng bởi vì lợi ích giãn nứt dù là thân nhân cũng có thể phản bội dù là người yêu cũng sẽ tàn sát cảm tình Tại lợi ích trước mặt, yếu ớt không chịu nổi, có thể sở phong, chính là trái lại, lợi ích với hắn mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Ngược lại là cảm tình, quý trọng vô cùng, tại đây dạng trong thế giới, sở phong bằng hữu như vậy, mới thật sự là vật báu vô giá. Trường 6025, Thiên Nhãn Tăng Cường Theo thời gian trôi qua, tiến nhập mảnh không gian này thế giới người càng ngày càng nhiều. Cũng không phải là đều là cực hạn thiên tài, cũng có một ít người là đục nước béo cỏ vào đương nhiên cũng có cường đại chi nhân mà sở phong ba người cũng không nhàn rỗi một mực ở bốn phía quan sát vì tìm đến manh mối sở phong cũng vận dụng thiên sư phất trần chỉ là rồi lại không có bất kỳ tác dụng trước kia là thiên sư phất trần đôi khi nguyện ý giúp giúp sở phong nhưng đôi khi lại không muốn mà ở chỗ này sở phong rõ ràng cảm giác được thiên sư phất trần thì nguyện ý giúp mà lại cũng đã phát động ra lực lượng chỉ là không có hiệu quả nhưng cũng bình thường là bảo vật thì có hạn mức cao nhất mà nơi đây đã vượt qua thiên sư phất trần hạn mức cao nhất, có thể sở phong luôn cảm thấy nơi đây nhưng thật ra là có manh mối đấy. hắn sử dụng thiên nhãn thời điểm có thể trong lúc mơ hồ cảm thụ được, chỉ là bởi vì chính mình năng lực không đủ đào móc không đi ra nội dung cụ thể. sở phong a à, sở phong người thật đúng là quá yếu a. À. cái kia cần mở ra chi vật ngươi tìm không thấy, biết rõ nơi này có manh mối cũng lại tìm không thấy. sở phong trong lòng cười khổ bởi vì loại cảm giác này thật sự rất không xong trung quy một đường đi tới sở phong đều bị quan lấy danh thiên tài sở phong coi như là không phải tự phụ chi nhân có thể ở thiên phú phương diện này nhưng cũng là có chút tự tin nhưng giờ này khác này hắn tự tin bị đả kích thật lớn nhưng này phần đả kích cũng không tiếp tục quá lâu liên chuyển hóa thành động lực hắn bỗng nhiên ý thức được đây có lẽ là một lần cơ hội vì vậy sở phong ngừng lại hắn tiêu phí thời gian nhất định bố trí xuất ra một tòa ngăn cách trận pháp. Ngăn cách trận pháp phạm vi không lớn, vừa dễ dàng đem ba người bọn họ hộ tại trong. Nhưng chỗ này ngăn cách trận pháp lực lượng cũng rất cường. Tần Huynh, Vũ Văn Huynh, các người trước tu luyện A, đối với hai vị nói xong lời này phía sau sở phong liền dựng ở không chung, nhắm đôi mắt lại. Mà Vũ Văn Viêm Nhật cùng Tần Huyền là cái gì đều không cảm giác được đấy, liền cho rằng sở phong từ bỏ quan sát. Vì vậy hai người cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu rồi riêng phần mình tu luyện bọn hắn cũng không vội bởi vì tại bọn hắn tìm kiếm manh mối trong quá trình cũng thường xuyên gặp được những người khác tất cả mọi người như là con ruồi không đầu bình thường sở dĩ bọn hắn cảm thấy có lẽ là thời gian còn chưa tới đợi đến đến thời điểm rồi nhắc nhở tự nhiên cũng sẽ xuất hiện rồi trung quy bọn hắn đều đi tới một bước này rồi thần chi thời đại không thể nào chỉ là đem bọn họ vây ở chỗ này tất yếu còn có mới khảo nghiệm chờ đợi bọn hắn nhưng trên thực tế sở phong cũng không từ bỏ sở phong ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó rồi đột nhiên mở mắt ra sở phong lại lần nữa sử dụng thiên nhãn nhưng lần này thúc giục cùng trước kia khác biệt dưới tình huống bình thường sở phong có thể một mực sử dụng thiên nhãn quan sát cũng không có quá lớn tiêu hao cùng gánh nặng thế nhưng lúc này trạng thái hạ sở phong không cách nào kiên trì quá lâu liền sẽ cảm giác hai mắt cùng tinh thần song trọng mỏi mệt đây là một loại tăng cường quan sát chi pháp Thế nhưng loại này tăng cường nhìn chăm chú, Thiên Nhãn tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Chỉ là cái này cũng tại sở phong trong dự liệu, lúc cảm thấy mỏi mệt phía sau, Sở Phong liền hai mắt nhắm nghiền con mắt. Theo sau lại lần nữa mở mắt ra, như thế nhiều lần, rất nhanh Sở Phong sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, trong mắt càng là hiện đầy nồng đậm tơ máu. Thậm chí ngay cả tiếp tục mấy phen nếm thử phía sau, Sở Phong thân thể đều lắc lư một cái, suýt nữa không có đứng vững. Biến hóa như thế, Lập tức đưa tới Vũ Văn Viêm Nhật cùng Tần Huyền chú ý. Coi như là đứng ở Sở Phong thân sau, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Sở Phong biến hóa. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng không có chút huyết sắc nào, mồ hôi đã xuống nước Sở Phong toàn thân, theo gương mặt không ngừng rơi xuống, cái kia nhỏ xuống tần suất, giống như là bị mưa to dính ướt bình thường. Có thể rõ ràng không có bất kỳ sợi tơ, đó là Sở Phong thân thể suy yếu biểu hiện. Nhưng đáng sợ nhất là Sở Phong hai mắt, đã không chỉ có là đầy tơ máu đơn giản như vậy mà là hai mắt huyết hồng, thậm chí có rõ ràng cổ trướng. Liền dường như con mắt, cũng sẽ tùy thời bạo chết bình thường. Sở phong huynh, ngươi làm sao vậy, ngươi, vẫn đang quan sát sao? Vũ Văn Viêm Nhật vội vàng hỏi thăm, không chỉ là sắc mặt cùng hai mắt biến hóa, hắn phát giác được sở phong khí tức đều trở nên hư nhược rồi rất nhiều. Không ngại, ta cũng đang tu luyện, sở phong cười nói, sở phong huynh đệ, ngươi đừng có gấp, ta đoán là thời gian còn chưa tới, tới rồi dĩ nhiên là cho gợi ý. Người có thể ngàn vạn đừng có gánh nặng, ngàn vạn đừng làm khó dễ bản thân A. À. Tần Huyền trực tiếp đứng dậy, hắn cũng là phi thường lo lắng. Sở Phong lại lần nữa cười cười, đừng lo lắng, ta thật sự đang tu luyện. Sở Phong không có nói sai, hắn thiên nhãn, sẽ theo cảnh giới để thăng mà trở nên càng cường. Sở dĩ dù là phía sau, Sở Phong đối mặt trận pháp, đã sớm không phải tổ vũ hạ giới có thể so sánh. Thế nhưng Sở Phong thiên nhãn, cũng không có như là ban sơ học tập vũ ký bình thường bị ném bỏ mà là Thủy Trung tại sử dụng. Cho tới nay, thiên nhãn đều là sở phong tự thân quan sát phương bài. Bởi vì thiên nhãn, thật sự rất mạnh, cường đến sở phong có thể cảm giác được, thiên nhãn lực lượng không chỉ có cực hạn như thế, hắn xa không có phát huy ra thiên nhãn chân chính lực lượng. Hắn đã không vừa lòng tại, thiên nhãn chỉ là đi theo cảnh giới mà đề thăng. Hắn cần đột phá, sở dĩ hắn lúc này, đích xác là đang tu luyện. Loại này tăng cường quan sát phương pháp, nhưng thật ra là sở phong bản thân lĩnh mộ ra đột phá chi pháp hắn không xác định có dùng nhưng trước mắt tình cảnh chính là sử dụng phương pháp này thời cơ tốt nhất tần huyền vốn còn muốn khuyên can hắn là sợ hãi sở phong gặp chuyện không may bởi vì sở phong trạng thái thật sự rất không xong có thể hắn vừa muốn mở miệng vũ văn viêm nhật liền đưa tay đem hắn kéo lại tần huynh sở phong huynh nên là có chừng mực nghe lời này tần huyền ngược lại là không có khuyên nữa nhưng cũng đã vô tâm tiếp tục tu luyện mà là nhìn chằm chằm vào Sở Phong, nếu là Sở Phong thật sự gặp chuyện không may, hắn tối thiểu nhất có thể trước tiên đối với Sở Phong tiến hành trị liệu. Sở Phong lại lần nữa nhắm đôi mắt lại, lần này thời gian so sánh lâu. Sở Phong cảm giác, hắn cũng tới rồi cực hạn, nếu là lần này lại không cách nào đột phá, cái kia cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt rồi. Có thể loại tình huống này, Sở Phong không chỉ không có nhược trí, cũng không có khẩn trương, ngược lại trở nên đặc biệt hưng phấn. Hắn không sợ thất bại nhưng cũng cảm giác mình có thành công khả năng. Loại tình huống này, đâu chỉ huyết dịch sôi trào, liền ngay cả mình Vương Chi huyết mạch đều đã có nhất định phản ứng. Dường như chuẩn bị ủng hộ Sở Phong, vì vậy, hết thảy kết giới chi lực như được ăn cả ngã về không giống như toàn bộ tràn vào trong hai mắt. Liền lần này rồi, Sở Phong rốt cuộc lại lần nữa mở mắt ra, oanh, cùng với Sở Phong đôi mắt mở ra, cái này phiến thiên địa đều tùy theo kịch liệt rung động, hơn nữa là tiếp tục tính rung động. Cũng chính là sở phong trước thời hạn bày ra ngăn cách trận pháp, nếu không thì như vậy rung động, tất yếu sẽ khiến thế nhân chú ý. Thật sự đang tu luyện A, à, tần huyền miệng há đại, vũ văn viêm nhật đồng dạng mắt lộ ra kinh ngạc, bọn hắn thân ở trong đó có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Vậy cũng không chỉ là thiên địa rung động đơn giản như vậy, chủ yếu nhất là sở phong hai mắt. Hết thảy đều là nguồn gốc từ tại cái kia đôi mắt. Là trong đôi mắt tuôn ra suốt lực lượng mới đã dẫn phát thiên địa biến hóa mà lúc này sở phong càng là khó mà ức chế bản thân nội tâm cuồng hỉ. hắn làm được, chính hắn lĩnh ngộ phương pháp này là có hiệu đấy. hắn thành công khiến cho thiên nhãn đột phá. giờ này khác này, cái này hai mắt con mắt phía dưới hắn có thể là khoảng cách chiếm được thật lớn tăng lên. cái này tuyệt không phải bán thần hoặc thần bào có thể thấy phạm vi. có lẽ bình thường chân thần hoặc bình thường chân long cũng làm không được. nhưng quan trọng nhất là lúc trước chỉ có thể đại khái cảm nhận được mơ hồ nhắc nhở. Lúc này cũng rõ ràng đập vào mi mắt bên trong. Quả nhiên, phương này thế giới kỳ thật có nhiều địa điểm là rất đặc thù đấy. Chỉ là quá mức bí ẩn, lúc trước không cách nào phát hiện. Nhưng ở Thiên Nhãn chi hạ, phương vị của bọn hắn tọa độ đều là hiển hiện mà ra. Rất nhanh, Sở Phong cảm giác trước mắt một đen, hắn tới rồi cực hạn, không chỉ nhắm mắt lại, càng là vội vàng dùng thủ bưng kín cặp mắt của mình. Cái kia tay trong có chứa thương trận pháp, là ở giảm bớt bản thân hai mắt thống khổ có thể dù là như thế vẫn có máu tươi xuôi theo bàn tay chảy xuống đó là từ trong mắt lộ ra huyết dịch sở phong huynh đệ người không sao chứ thấy sở phong hai mắt đổ máu tần huyền cùng vũ văn viêm nhật khiếp sợ cái đó cũng lại lần nữa lo lắng không ngại ta nghĩ chúng ta nên là nắm giữ nơi đây tiên cơ rồi sở phong rõ ràng hai mắt kịch liệt đau nhức nhưng nhếch miệng lên hắn rõ ràng bản thân đại giới trong thời gian ngắn hắn không cách nào nữa độ sử dụng thiên nhãn rồi Bình thường sử dụng đều không được, liền đừng nói loại này tăng cường thủ đoạn. Nhưng hắn vẫn không lo lắng chút nào, ngược lại được cuồng hỉ. Không nói trước, đây là có thể khôi phục, chủ yếu nhất là Sở Phong đã được đến rồi bản thân mong muốn lấy được. Chương 6026, thiên tài tụ tập, hữu ý phân chia. Sở Phong huynh, thật sự không ngại sao? So sánh với Sở Phong theo như lời tiên cơ, Tần Huyền cùng Vũ Văn Viêm Nhật càng quan tâm Sở Phong thân thể tình huống. Thật sự không ngại cho ta một chút thời gian, liền triệt để không sao. Sở phong tiếng nói hạ xuống, liền dứt khoát khoanh chân ngồi vào hư không phía trên, một tay tiếp tục che mắt, mà tay kia niết động pháp quyết, bắt đầu nghiêm túc trị liệu. Một lát sau, sở phong khí thức bắt đầu khôi phục, con mắt cũng đình chỉ đổ máu, cứ việc sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, trong mắt cũng không có thiếu tơ máu. Nhưng so với lúc trước, chính là mạnh rất nhiều, ta nói không sao, sở phong cười nói, hắn hiện tại xác thực tốt hơn nhiều, ngoại trừ thời gian nhất định nổi, không thể lại sử dụng thiên nhãn, thân thể cũng tương đối suy yếu ngoại, kỳ thật cơ bản như thường. Không sao là tốt rồi, sở phong huynh đệ, người nói tiên cơ là cái gì? Thấy sở phong thật là không ngại, tần huyền cũng quan tâm lên sở phong theo như lời tiên cơ. Trước người suy đoán là chính xác, đợi đến đến thời điểm rồi, nơi đây sẽ có cơ hội có biến hóa. Ta hẳn là phát hiện, sẽ biến hóa địa phương. Theo sau, sở phong tay áo vung lên, phát họa hai tấm bản đồ, phân biệt đưa cho tần huyền cùng Vũ Văn Viêm Nhật phía trên đánh dấu xuất ra có thể sẽ xuất hiện biến hóa địa điểm nhưng những địa điểm này cũng là có khác nhau đấy căn cứ sở phong suy đoán phía sau nơi đây sẽ thể hiện ra khác biệt chỗ tốt nhưng chỗ tốt cũng có phân chia cao thấp bọn hắn vị trí chính là chỗ tốt tụ tập dày đặc nhất địa phương bởi vậy hướng ngoại chỗ tốt sẽ càng ngày càng kém bởi vậy coi như là sở phong vừa mới vận dụng thiên nhãn không cách nào quan sát được toàn bộ thế giới nhưng tối thiểu nhất tốt hơn địa điểm cũng đã bị bọn hắn trước thời hạn biết được. Đương nhiên, Sở Phong bọn hắn xuất hiện ở nơi đây cũng không phải là là trùng hợp. Sở Phong lúc trước quan sát, liền có cảm giác hắn là cố ý lựa chọn ở chỗ này đấy. Trên thực tế, lựa chọn của hắn cũng chính xác, vốn Sở Phong đang còn muốn những thứ này có khả năng nhất xuất hiện chỗ tốt địa điểm tầm đó, bố trí truyền tống trận. Có thể bỗng nhiên, hư không phía trên truyền đến chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, Minh Mông hư không lại đều bị kết giới chi lực nơi bao bọc. Ngay sau đó, kết giới chi lực từ hư không rơi xuống, bao phủ ở rồi toàn bộ thế giới. Đó là truyền tống chi lực. Lúc truyền tống chi lực tản đi, sở phong chung quanh tràng cảnh đã phát sinh biến hóa. Hắn đi tới một tòa trên quảng trường, ngẩng đầu xem chừng, hắn nên là còn tại đằng kia không gian trong thế giới. Thế nhưng nơi đây, chính là sở phong lúc trước chưa có tới qua địa phương. Nơi đây, khoảng cách sở phong bọn hắn lúc trước vị trí khá xa. Chỉ là bốn phía xem chừng, nơi đây rồi lại càng giống là không gian thế giới khu vực trung tâm, chỉ ít cái này bốn phía kiến trúc cùng cảnh sắc đều càng thêm duy mỹ. Truyền tống chi lực bao phủ cái mảnh này quảng trường, cùng với truyền tống chi lực ào ào tản đi. Xuất hiện ở sở phong bên cạnh, có thể không chỉ là Tần Huyền cùng Vũ Văn Viêm Nhật hai người. Dậm dạp chằng chịt bóng người không ngừng hiển hiện, lúc hết thảy đình chỉ thời điểm, đã có gần vạn người xuất hiện ở sở phong hai bên. Nhưng ở sở phong đối diện, còn có một nhóm nhân mã xuất hiện, nhân số mặc dù không bằng sở phong bên này nhiều, chính là có hơn ngàn người. Tại đối diện nhóm người kia ở bên trong, sở phong không chỉ gặp được 10 cái, thân mặc màu đỏ trường bào đầu đội hồng sắc mũ rộng vành chi nhân. Cũng nhìn được triệu trúc âm, chỉ bất quá triệu trúc âm mang theo túm cái mũ, chính là ngụy trang trạng thái. Ngoại trừ triệu trúc âm cùng hồng hồn tông người ngoại, những đội ngũ khác từ ăn mặc đến xem, cũng đều không giống như là đương đại thế lực. Đối diện nhiều hơn nửa đều là viễn cổ tiểu bối. Xem ra, cái này thần chi thời đại là muốn gây sự tình a. À. Sở Phong phán đoán cái này truyền tống trận pháp là có ý đem đương đại tiểu bối cùng viễn cổ tiểu bối phân chia mở đấy. Vũ Văn Huynh, Vương Cường thật sự tiến vào sao? Sở Phong trong bóng tối hỏi thăm, hắn cảm thấy tiến nhập không gian này thế giới tiểu bối nên là đều bị truyền tống đến bước này. Nhưng hắn vẫn cũng không tìm đến Vương Cường thân ảnh, đến rồi a, à, cùng ta cùng nhau tiến nhập đấy, sẽ không phải còn có cái kia của hắn không gian thế giới a? À vũ văn viêm nhật cảm thấy lấy vương cường thực lực không thể nào không cách nào đến đến bước này trừ phi nơi đây cũng không phải là duy nhất không gian thế giới sở phong là sở phong cùng với mấy đạo thanh âm vang lên rất nhanh tất cả người ở đây chú ý tới sở phong bọn hắn bên này vì vậy sở phong đám người chung quanh lập tức nổ tung nồi cái mảnh này đương đại tiểu bối tạo thành đám người trong nháy mắt chia làm hai cái phe phái trong đó một nhóm người lập tức chạy đến sở phong cùng vũ văn viêm nhật đám người phụ cận chẳng hạn như thần thể thiên phủ cùng thương khung tiên tông một chút tiểu bối bọn hắn chủ yếu là đi theo tần huyền cùng vũ văn viêm nhật đương nhiên dứt bỏ thần thể thiên phủ cùng thương khung tiên tông tiểu bối cũng có thật nhiều là sùng bái hoặc là đối với sở phong cảm thấy tò mò tiểu bối về phần một cái khác phe phái thì là ao ao rời xa sở phong là muốn cùng sở phong bỏ qua một bên quan hệ trong này tự nhiên lấy thất giới thánh phủ tiểu bối cầm đầu nhưng sở phong chú ý tới thất giới thánh phủ tiểu bối bên trong, linh tiêu, giới thiên cùng giới bảo bảo cũng không có xuất hiện. Sở phong, là cái kia chinh phục mạch chi bản nguyên sở phong sao? Nhất đạo tràn ngập nghi hoặc, khinh miệt thanh âm, từ đối diện vang lên. Đúng là cái kia 10 cái áo bảo hồng người chi nhất. Hắn đứng ở 10 trong mấy người, mà lại hắn mũ rộng vành cùng những người khác có chỗ khác nhau. Sở phong suy đoán, vị này nói không chừng, chính là kia vị hồng hồn tông thiếu chủ. Nhưng đem hiếu kỳ ánh mắt, Tập trung tại Sở Phong trên người đấy, có thể không chỉ là những cái kia đến từ Hồng Hồn tông áo bảo hồng người, cái khác phiến cổ tiểu bối, đồng dạng đang quan sát Sở Phong. Sở Phong cũng không để ý tới bọn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn qua hư không, hắn phát hiện trên đỉnh đầu, cái kia bản bao trùm thế giới kết giới chi lực đang tại tụ tập, mà tụ tập trung tâm chính là đỉnh đầu của bọn hắn. Không cần đoán cũng biết, lúc lực lượng tụ tập hoàn thành cái đó, chỉ dẫn cũng sẽ hiển hiện. Chỉ tiếc, Sở Phong thiên nhãn lúc này không thể sử dụng bằng không thì có lẽ có thể nhìn trộm ra một chút thiên cơ. Này, thiếu chủ nhà ta cùng ngươi nói lời nói đâu rồi, ngươi điếc hay sao? Mắt thấy sở phong không rảnh mà để ý sẽ, một cái thân thể cường tráng áo bảo hồng người tức giận mở miệng. Mà hắn những lời này, càng là ngồi thực này vị hồng hồn tông thiếu chủ thân phận. Hơn nữa vì hiển lộ rõ ràng thực lực, cái kia cường tráng áo bảo hồng người, càng là đem khí tức phóng thích mà ra. Mặc dù chỉ là khí tức, nhưng nhưng trong nháy mắt càn quét bát phương chớ nói đường đại tiểu bối mặt lộ vẻ kinh hoàng, đã liền viễn của tiểu bối cũng cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì vị kia tu vi, đạt đến cửu phẩm bán thân. Thực lực này lúc trước, đây chính là áp đảo hết thảy tiểu bối phía trên trình độ. Chỉ là hắn khí thức vừa mới phóng thích, liền bị hồng hồn tông thiếu chủ đưa tay vỗ vỗ bả vai. Ai, người hà tất tức giận, hắn không phải điếc, chỉ là sợ, không dám thừa nhận hắn là sở phong mà thôi. Nói xong, hồng hồn tông thiếu chủ nhìn về phía sở phong ta nói không sai a à, sở phong nói lời nói này thời điểm hắn lời nói mang cười khẽ hiển thị rõ châm trọng hắn như vậy hành vi khiến cho đã sớm cùng hồng hồn tông kết thù kết oán tần huyền mặt lộ vẻ không vui vũ văn viêm nhật càng là trực tiếp hướng sở phong hỏi thăm sở phong huynh muốn ta giúp người giáo huấn hắn sao không cần để ý tới sở phong nói có thể sở phong lời này vừa nói ra rồi lại lập tức dẫn tới cái kia hồng hồn tông thiếu chủ bất mãn. ai yêu, khẩu khí thật lớn a. À, vốn không nghĩ đối với các ngươi ra tay, nhưng các ngươi như thế cuồng vọng, nếu không cho các ngươi một chút giáo huấn, vẫn cho là chúng ta xa cổ võ giả sợ các ngươi hay sao? hồng hồn tông thiếu chủ đang khi nói chuyện, nhìn thoáng qua vị kia cường tráng áo bảo hồng người. cường tráng áo bảo hồng người cũng không lời thừa, trực tiếp tướng uy áp phóng thích mà ra, thẳng đến sở phong đám người mà đến. có thể cái kia uy áp còn chưa tới gần, liền bị ngăn lại vì vậy ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía triệu trúc âm bọn hắn cũng có thể cảm nhận được là triệu trúc âm cản lại vị kia uy áp chỉ là ngoại trừ sở phong cùng vũ văn viêm nhật ngoại cũng không ai biết rõ triệu trúc âm thân phận sở dĩ ánh mắt của mọi người hơn nữa là hiếu kỳ cùng không hiểu tuy nhiên không ai cảm nhận được triệu trúc âm cụ thể tu vi nhưng có thể ngăn lại vị kia cửu phẩm bán thần uy áp bọn hắn cũng đều minh bạch vị này cũng cực kỳ cường đại tồn tại chương 6027, khiêng kỳ chi nhân. Người không phải viễn cổ chi nhân, hồng hồn tông thiếu chủ đánh giá triệu trúc âm, ngữ khí bất thiện. Nếu không phải viễn cổ chi nhân, sao lại đứng ở chỗ này? Triệu trúc âm hỏi lại, mà nàng mới mở miệng, chúng nhân ánh mắt càng là phức tạp, chung quy lúc trước bọn họ là không cách nào xác định triệu trúc âm là nam hay là nữ đấy. Khả năng cũng ý thức được, triệu trúc âm thực lực không kém, hồng hồn tông thiếu chủ cũng cũng không có trực tiếp ra tay, mà là hỏi, đã là viễn cổ chi nhân, vì cái gì giúp bọn hắn? Ta là tại giúp ngươi, hai người bọn họ, ngươi trêu chọc không nổi." Triệu Trúc Âm nói rằng, chê cười, nghe lời này, Hồng Hồn Tông thiếu chủ không khỏi nở nụ cười, nhưng là nghiến răng nghiến lợi cười. Hắn nội ý tình cảm bộc lộ trong lời nói, dù là Triệu Trúc Âm cũng viễn cổ chi nhân, nhưng hắn cũng có động thủ ý niệm. "Ta cho ngươi biết, cái này minh mông tu võ giới, liền không có ta không dám trêu chọc chi nhân." Đây nói cho hết lời một cỗ hào hùng khí thức liền từ cái kia thể nội phóng thích mà ra. Này cổ uy áp cực kỳ cường đại, gần như tại chỗ hết thảy tiểu bối thiên tài, đều cảm nhận được hít thở không thông áp bách. Bởi vì tu vi của hắn, đã đã siêu việt bán thần, đạt đến nhất phẩm chân thần tình trạng. Chân thần, hắn là chân thần cảnh, lại tại tiểu bối niên kỷ, đạt đến chân thần cảnh. Đây chẳng phải là nói, liền sở phong bực này thiên tài tại cái kia trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Cái này chính là viễn cổ thiên tài cùng chúng ta đương đại thiên tài tranh lệch sao. Cảm nhận được hồng hồn tông thiếu chủ tu vi, đương đại bọn tiểu bối hoang mang vô cùng, nội tâm cũng nhận được rồi không nhỏ kích thích. Viễn cổ đương đại, dù chưa chính thức giao thủ, nhưng tất cả mọi người có viễn cổ cùng đương đại tất có một trận chiến giác ngộ. Mặc dù nói thật giao chiến, thế hệ trước mạnh yếu mới là mấu chốt. Có thể đám tiểu bối mạnh yếu, thực sự có thể bên cạnh hiển lộ rõ ràng ra, viễn cổ cùng đương đại thực lực. Chủ yếu nhất là, cái này thần chi thời đại, tiểu bối mới là mấu chốt a. À. Cảm nhận được chúng nhân, cái kia sợ hãi cùng ánh mắt khiếp sợ phía sau Hồng Hồn Tông thiếu chủ càng là đắc ý. Nhớ kỹ, chưa có trưởng người khác chi khí diệt uy phong mình. Tiếng nói hạ xuống, oanh một tiếng, hắn càng đem hào hùng uy áp công hướng về phía Triệu Trúc Âm. Có thể ngay sau đó, Thiên Diêu địa hoàng, viễn cổ bên kia, chúng tiểu bối đều là tê liệt ngã xuống đất, đã liền Hồng Hồn Tông thiếu chủ cũng đổ lùi lại mấy bước. Duy nhất ổn định thân hình đấy liền chỉ có triệu trúc âm. Lúc này, mọi người mới ý thức tới, triệu trúc âm tu vi, cũng đạt tới nhất phẩm chân thần. Người rút cuộc là người phương nào? Hồng hồn tông thiếu chủ ngưng âm thanh hỏi, Hồng hồn tông người, còn không xứng biết rõ ta là ai. Triệu Trúc Âm nói rằng, mà nàng lời này vừa nói ra, đã liền hồng hồn tông chúng nhân, cũng ánh mắt phức tạp. Lúc trước vẫn nộ khí thao thiên chúng nhân, nộ khí bắt đầu hạ thấp, đồng thời không khỏi nhìn về phía hồng hồn tông thiếu chủ. Bọn hắn hoảng sợ, đối phương không chỉ có nhất phẩm chân thần tu vi vẫn hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt không chỉ đám bọn hắn đã liền lạc đường mặt mũi hồng hồn tông thiếu chủ cũng không lại ra tay nữa ngược lại hỏi ngươi là thiên kiếm thánh cung người triệu trúc âm không có trả lời có thể nghe được thiên kiếm thánh cung bốn chữ lại làm giấy lên rồi sở phong nhớ lại lúc trước viễn cổ trùng tộc tấn công tổ võ thiên hà thời điểm sở phong từ viễn cổ tiểu bối trong miệng biết được thiên kiếm thánh cung cái thế lực này chính là viễn cổ chủng tộc đã biết trong thế lực tương đối cường đại tồn tại hồng hồn tông sở phong lúc trước ngược lại không từng nghe nói nhưng xem hồng hồn tông thiếu chủ phản ứng đối với thiên kiếm thánh cung bọn hắn tựa hồ cũng là có chút kiêng kỵ o o n g có thể nhưng vào lúc này hư không phía trên quang mang phổ chiếu hư không phía trên kết giới chi lực đã tụ tập tới rồi cùng nhau tất cả người ở đây có thể cảm nhận được cái kia hư không phía trên có lực lượng cường đại sắp hiển hiện, hiện. Lúc này, chúng nhân cũng bất chấp mọi thứ, đều là đem ánh mắt ngưng tụ hư không phía trên. Sau cùng, Hào hùng kết giới chi lực, ngưng tụ ra hai mặt cờ xí, phân biệt viết đương đại cùng viễn cổ hai chữ. Cờ xí nguyên bản to lớn vô cùng, đều là che trời chi vật. Nhưng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chúng nhân nguyên bản không hiểu, nhưng rất nhanh ánh mắt ào ào rơi vào Sở Phong cùng Triệu Trúc Âm trên người. Cái kia Hồng Hồn tông thiếu chủ, mặc dù đầu đội mũ rộng vành, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn cực kỳ khó chịu vốn dĩ lúc này tại sở phong cùng triệu trúc âm trên đỉnh đầu đều là xuất hiện một mặt cờ xí mặt này cờ xí tuy nhiên nhìn qua chỉ là ba thước có dư có thể ngoại trừ thể tích bất đồng ra cái kia vẻ ngoài cùng lúc trước hư không phía trên giống như đúc rất hiển nhiên đúng là hư không cờ xí thu nhỏ lại sau đã rơi vào sở phong cùng triệu trúc âm đỉnh đầu mà sở phong đỉnh đầu chính là cái kia trước mặt đương đại cờ xí, triệu trúc âm đỉnh đầu thì là viễn cổ cờ xí. Bỗng nhiên, cờ xí quang mang lóe lên, theo sau lại có một câu từ cờ xí bên trong truyền ra. Có thể nguyện trở thành khiêng kỳ chi nhân, có gì chỗ tốt, sở phong hỏi, nhưng không có đạt được bất luận cái gì đáp lại, ngược lại là cái kia cờ xí bắt đầu trở nên mờ đi. Loại cảm giác này, nếu là sở phong không đáp ứng, cái này cờ xí tựa hồ sẽ biến mất. Vì vậy sở phong lấy tay một chảo, đem cái kia cờ xí bắt vào trong tay quản hắn chỗ tốt gì trước lấy được lại nói mà cờ xí vào tay liền có lực lượng tràn vào sở phong thể nội đồng thời sở phong trên người cũng hiện lên nhất trọng đặc thù quang hoa như thế nào có chỗ tốt sao tân huyền hỏi trước mắt đến xem không có gì chỗ tốt mang nhưng có sự tình muốn ta làm là muốn cho ta làm người đầu lĩnh sở phong tiếng nói hạ xuống cái đó giơ lên cao trong tay cờ xí lại xuất hiện một tòa trận pháp bao phủ cái mảnh này quảng trường cái này cờ xí cho ta truyền nhất đạo tin tức chư vị có thể lựa chọn đi theo ta cũng có thể lựa chọn bản thân đi nguyện ý cùng ta đồng hành đấy liền câu thông trận pháp tiến hành tương dung là được ta là không quan trọng đấy tuyệt không miễn cưỡng xem chính các ngươi sở phong đây nói cho hết lời tần huyền cùng vũ văn viêm nhật đám người tiên phong cùng trận pháp câu thông rất nhanh trên người của bọn hắn cũng nổi lên cùng sở phong giống nhau quang hoa gặp tình hình này càng ngày càng nhiều người bắt đầu cùng trận pháp câu thông đi theo sở phong đã liền những cái kia bắt đầu rời xa sở phong trong mọi người cũng có một ít người bắt đầu nếm thử câu thông trung quy bọn hắn cũng có thể cảm giác được đi theo sở phong hiển nhiên càng có tiền đồ đến đều đến rồi cũng không thể tay không mà về a à. nhưng rất nhanh bọn hắn lại phát hiện không cách nào cùng cái kia trận pháp tiến hành câu thông sở phong thiếu hiệp chúng ta làm sao không được a à? có không hiểu chi nhân mở miệng hỏi thăm ờ à? là ta cự tuyệt chư vị bắt đầu không phải nghĩ rời xa ta sao ta tôn trọng các người ban sơ quyết định chúng ta vẫn là đường ai nấy đi sở phong thẳng thắn cười tủm tỉm nói nghe lời ấy những cái kia bị cự tuyệt nhân trung có người hối hận hối hận ngay từ đầu rời xa sở phong rơi vào lúc này hạ tràng nhưng càng nhiều hơn là tại từ cái này loại chửi bới sở phong chửi bới sở phong tâm nhãn tiểu chính là chỉ dám tại trong lòng chửi bới bọn hắn cũng không dám đắc tội sở phong triệu cô nương người không muốn nắm giữ đây kỳ, nói không chừng, sẽ có ngoài định mức chỗ tốt. Sở phong trong bóng tối đối với triệu trúc âm hỏi, hắn là phát hiện, triệu trúc âm trên đầu cờ xí, đã càng là hư hóa, mắt thấy muốn biến mất. Có thể triệu trúc âm vẫn như cũ không có tiếp nhận đây kỳ ý tứ. Ta càng ưa thích độc lai độc vãng, triệu trúc âm nói rằng, cũng không lâu lắm, triệu trúc âm đỉnh đầu cờ xí triệt để biến mất, nhưng lấy hoàn chỉnh tư thái lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá lần này, xuất hiện ở hồng hồn tông thiếu chủ đỉnh đầu. Không hồn tông thiếu chủ cũng không lời thừa, trực tiếp lấy tay một chảo, đem cái kia viễn cổ cờ xí nắm trong tay, theo sau trực tiếp phóng thích cờ xí trận pháp. Chư vị, mặc dù không biết cái này cờ xí có gì chỗ tốt, nhưng ta cam đoan, đi theo ta đấy, tuyệt đối sẽ không để các người tay không mà về. Hắn lời này vừa nói ra, viễn cổ chủng tộc đám thiên tài bọn họ, ào ào cùng hắn trận pháp tương dung. Gần như không một ai lựa chọn cự tuyệt, đã liền triệu trúc âm trên người, cũng xuất hiện giống nhau quang hoa. Nàng, cũng lựa chọn đi theo hồng hồn tông thiếu chủ. chương 6028, Đào Ngũ, nhưng Triệu Trúc Âm, cùng những người khác là không đồng dạng như vậy. Những người khác là muốn cùng vớt chỗ tốt, Triệu Trúc Âm chỉ là sợ hãi bỏ qua chỗ tốt, chung quy nếu không phải nàng cự tuyệt, cũng không tới phiên hồng hồn tông thiếu chủ làm khiêng kỳ người. Đương nhiên Triệu Trúc Âm có thể thành công gia nhập hồng hồn tông thiếu chủ trận doanh, liền cũng nói hồng hồn tông thiếu chủ cũng không cự tuyệt. Nhưng cái này cũng bình thường, hắn không biết Triệu Trúc Âm thân phận, nhưng suy đoán triệu trúc âm không đơn giản, đối với cái kia rất là kiêng kỵ, tự nhiên không dám đắc tội. Rất nhanh, lúc trước thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này là từ hư không phía trên truyền đến đấy. Thanh âm kia đưa cho chúng nhân nhắc nhở, cái thế giới này, ủng có rất nhiều trận pháp, phá vỡ trận pháp liền có thể lấy được được chỗ tốt. Thế nhưng chỗ tốt, cần phải có đặc thù đồ vật thu thập, đây đồ vật liền là bọn hắn lúc trước không gian thế giới, đạt được đến chống giống lệnh bài nếu là không có đạt được chống giống lệnh bài giả, cũng là lại có cơ hội. Chờ một chút cái kia hư không phía trên, sẽ xuất hiện một tòa trận pháp. Khiêng kỳ chi nhân có thể tiến hành khiêu chiến, chỉ cần có thể phá vỡ trận này, liền có thể chế tạo chống giống lệnh bài. Làm thanh âm này đình chỉ cái đó, quả nhiên hư không phía trên lại lần nữa tuôn ra ra kết giới chi lực, tạo thành một cái vị vào hư không chỗ sâu trận pháp. Trận pháp này vị trí cực cao, dường như siêu thoát thế giới, tựa như nghị luận ngày mai treo móc ở không trung ở chỗ sâu trong tuy nhiên xa xôi, nhưng rõ ràng, bởi vậy ở thế giới bất kỳ địa phương nào, cũng có thể thấy rõ ràng trận này. Thấy vậy một màn, rất nhiều người trở nên hưng phấn lên. Đến người tới chỗ này, rất nhiều đều là đục nước béo cỏ vào, chân chính bắt được trống giống lệnh bài người số không nhiều. Nhưng trước mắt, bọn hắn rồi lại có cơ hội bắt được trống giống lệnh bài, làm sao có thể không thích. Nhất là gia nhập sở phong trận doanh đích đương đại tu võ giả, bọn hắn càng là tin tưởng tràn đầy. Trung quy sở phong kết giới chi thuật, bọn họ là phi thường tin cậy đấy. Có thể có người vui vẻ có người sầu, những cái kia bị sở phong cự chi môn ngoại thất giới thánh phủ chờ tiểu bối, có thể liền trao mày rồi. Trong bọn họ, đại đa số cũng không có chống giống lệnh bài, cũng chẳng khác nào cơ bản đánh mất phía sau lấy được được chỗ tốt cơ hội. Mà nhưng vào lúc này, hư không phía trên đạo kia thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhắc nhở một chút chư vị, nếu là cảm thấy hiện tại lựa chọn khiên kỳ người không đáng tin cậy, là có thể lần nữa lựa chọn khiên kỳ người, là lựa chọn gia nhập mặt khác trận doanh đấy, chỉ là lần nữa lựa chọn cơ hội chỉ có một lần, cần phải cân nhắc phía sau làm tiếp định đoạt. Cái thanh âm này rơi xuống, lập tức mọi người ánh mắt phức tạp. Vốn dĩ đương đại cùng viễn cổ cờ xí chỉ là một cái ngụy trang, mọi người là có thể tự do lựa chọn đó a. À. Lúc này, thất giới thánh phủ chờ chúng tiểu bối phản ứng đầu tiên, tự nhiên là nghĩ đến hồng hồn tông thiếu chủ, có thể hay không tiếp nhận bọn hắn. Vì vậy ào ào đem khát vọng cùng khẩn cầu ánh mắt, đầu hướng hồng hồn tông thiếu chủ không hồn tông thiếu chủ vừa vặn cũng nhìn về phía bọn hắn nhưng đối phương chỉ là quét bọn hắn liếc mắt phía sau liền khinh miệt cười một tiếng chợt tiếp tục ngẩng đầu xem chừng hư không chỗ sâu trận pháp tuy nhiên cái gì cũng chưa nói nhưng cũng đã cấp ra đáp án vốn là xem thường bọn họ viễn cổ tiểu bối làm sao có thể tiếp nhận bọn hắn điều này làm cho vừa mới dâng lên một tia hy vọng thất giới thánh phủ chờ đương đại tiểu bối lại lần nữa không còn hy vọng có thể nhưng vào lúc này nhất đạo chỉ có sở phong cùng hồng hồn tông thiếu chủ có thể nghe được thanh âm, lại lần nữa vang lên. Khiêng kỳ giả, cần tận tâm tận lực, trợ giúp cùng tùy các ngươi chi nhân chế tạo chống giống lệnh bài, trợ giúp bọn hắn thu thập lực lượng. Bọn hắn đạt được lệnh bài, thu nhận lực lượng càng mạnh, các ngươi cũng sẽ nhận được tương ứng chỗ tốt. Nghe cái thanh âm này, cái kia hồng hồn tông thiếu chủ lập tức sắc mặt biến hóa, nhìn về phía thất giới thánh phủ chờ chúng tiểu bối. Lúc này những bọn tiểu bối kia bên trong, đã có người quyết định rời đi cái mảnh này quảng trường. Trung quy bọn hắn ở tại chỗ này, đã không có ý nghĩa, không bằng dùng phương pháp của mình, nhìn xem có thể hay không lấy được được chỗ tốt, nếu là thật sự không chiếm được, cũng chỉ có thể như thế. Có ai nghĩ được, hồng hồn tông thiếu chủ chính là bỗng nhiên mở miệng. Chư vị, có người lòng dạ nhỏ mọn, nhưng cũng không phải tất cả người ở đây lòng dạ nhỏ mọn. Tuy nhiên các ngươi là đương đại võ giả, có thể nếu là người đám nguyện ý, có thể gia nhập ta trận doanh. Nói xong, hồng hồn tông thiếu chủ liền lại lần nữa thúc giục cờ xí trận pháp chi lực lại lần nữa bao phủ quảng trường cái này một màn này nhượng rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn duy chỉ có sở phong biết rõ cái kia hồng hồn tông thiếu chủ chỉ là muốn cho càng nhiều người gia nhập hắn trận doanh từ đó thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt mà thôi nhưng sở phong không có vạch trần hắn chư vị chúng ta tới đây trong là vì lấy được được chỗ tốt đấy đã có người cho chúng ta cơ hội này không lý do cự tuyệt thất giới thánh phủ một vị tiểu bối mở miệng, theo sau liền thân hình một dù, đã rơi vào viễn cổ tiểu bối cái kia một bên. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, cái kia trên người cũng xuất hiện quang hoa, hiển nhiên đã chính thức gia nhập, hồng hồn tông thiếu chủ trận doanh. Mới đầu mọi người vẫn do dự, có thể có người mở đầu, nhất là thất giới thánh phủ người phía sau, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào rồi hồng hồn tông thiếu chủ trận doanh. Tới cuối cùng, những cái kia bị sở phong cửa tuyệt chi nhân, đều là đứng ở viễn cổ tiểu bối bên kia. Chư vị, thấy không, có người, vì chỗ tốt chuyện gì đều làm được, quyết định của bọn hắn để cho ta tin tưởng, một ngày kia, nếu là viễn cổ cùng ta đương đại phát sinh xung đột, tất nhiên sẽ có do người rồi chỗ tốt, lựa chọn làm phản đồ. Tần Huyền châm chọc nói rằng, Tần Huyền, câm miệng của ngươi lại trông, không nên quên, các người thường khung tiên tông thân phận, chuyện hôm nay ta nhưng là sẽ thực sự bẩm báo ta phủ trưởng lão đấy. Có mặt ở đây mỗi người, ta đều nhớ kỹ, thất giới thánh phủ tên tiểu bối kia nói rằng, uy hiếp đây là lại rõ ràng chỉ là uy hiếp lúc trước hắn không dám nhưng bây giờ đã có hồng hồn tông vị này chân thần cảnh làm dựa sơn hắn liền dám rồi chỉ là đối với uy hiếp của hắn tần huyền rồi lại xì mũi coi thường đi nói đi cũng không nhìn một chút ngươi là mặt hàng gì ngay cả ta ngươi tên là gì cũng không biết liền loại người như ngươi cũng dám uy hiếp ta ngươi thật coi ta tần huyền là dọa đại đấy sao tần huyền nói là thực thoại đối phương loại hàng này sắc hắn là thật không để vào mắt nhưng Tần Huyền không để vào mắt, là hắn có cái này vốn liếng, có thể không có nghĩa là tất cả người ở đây có hắn cái này vốn liếng đấy. Bởi vậy, thất giới thánh phủ vị kia tiểu bối một phen lời nói, còn là để cho rất nhiều đi theo sở phong người hoàng hôn. Chủ yếu thất giới thánh phủ thực lực chân thực quá mạnh mẽ, nếu thật là thất giới thánh phủ truy cứu bọn hắn đi theo sở phong sự tình, vậy bọn họ có thể làm sao bây giờ? Mà hồng hồn tông thiếu chủ, cũng nhạy bén đã nhận ra rất nhiều người dao động thần sắc. Chư vị, chim khôn biết chọn cây mà đậu, Chúng ta tới đây trong, không có bất kỳ lập trường, chỉ là vì lấy được được chỗ tốt đạt được lực lượng. Ta tin tưởng các ngươi cũng không muốn tay không mà về. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta cũng có thể bảo chứng, các ngươi sẽ không tay không mà về. Không hồn tông thiếu chủ lên tiếng lần nữa, mà hắn lời này vừa nói ra, đúng là nhượng rất nhiều người động tâm. Ta xem ai dám đi tới." Tần Huyền giận tím mặt, thậm chí phóng xuất ra uy áp. Có thể hắn uy áp vừa mới phóng thích mà ra một cỗ càng cường đại hơn uy áp cũng phóng thích mà ra, chính là hồng hồn tông thiếu chủ. Hắn mặc dù không có trực tiếp đối với tần huyền động thủ, nhưng đem tần huyền phóng thích uy áp áp chế xuống, mà lại khinh bỉ nhìn xem tần huyền. Làm sao, muốn động thủ, rất bá đạo a ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, nơi này là không phải là các ngươi có thể chúa tể đấy. Vũ Văn Huynh, tần huyền tự biết hắn không phải hồng hồn tông thiếu chủ đối thủ, vì vậy nhìn về phía Vũ Văn Viêm Nhật. Trên thực tế, bọn hắn bên này chân chính lực lượng, chính là Vũ Văn Viêm Nhật rồi. Vũ Văn Viêm Nhật nhìn về phía Sở Phong, chỉ cần Sở Phong mở miệng, hắn lập tức động thủ. Có thể Sở Phong lại cười cười, theo sau đối với thân sau mọi người nói, không quan hệ, có nghĩ ra liền đi. Sở Phong thiếu hiệp, người chớ để ý, chủ yếu là thất giới thánh phủ, chúng ta thật sự không dám đắc tội, đa tạ. Lúc này, từng đạo trong bóng tối truyền âm, không ngừng chiếu vào Sở Phong nghe thấy. Đồng thời, cũng có rất nhiều nguyên bản đi theo Sở Phong người đem cùng sở phong quanh thân giống nhau quang hoa xóa đi, chợt đi tới viễn của tiểu bối cái kia một bên, tùy theo trên người dân lên cùng hồng hồn tông thiếu chủ giống nhau quang hoa. Hơn nữa nhân số rất nhiều, một màn này không chỉ khiến cho thất giới thánh phủ bọn tiểu bối, lộ làm ra một bộ tiểu nhân đắc trí sắc mặt. Hồng hồn tông thiếu chủ càng là nội tâm cuồng hỉ, tại hắn xem ra, những người này gia nhập, cũng liền đại biểu cho hắn đem đạt được càng lớn chỗ tốt. Nhưng lại tại đương đại chúng tiểu bối, ào ào đào ngũ gia nhập viễn cổ trận doanh cái đó tại viễn cổ trận doanh bên trong rồi lại có một người đi tới sở phong bên này người này đúng là triệu trúc âm